lên không gian giải trí chất lượng, phục vụ đa dạng thể loại nhạc với cường độ cao mà vẫn đảm bảo được độ bền của bộ dàn, chủ đầu tư karaoke Lưu Lâu đã tin tưởng và tìm đến Bảo Châu Electric để tìm giải pháp. Đội ngũ nhân viên kỹ thuật dày dặn kinh nghiệm của chúng tôi đã tiến hành khảo sát không gian từng phòng hát, tính toán diện tích, độ dội cùng các yếu tố khác để lên kế hoạch lựa chọn các thiết bị âm thanh phù hợp. Cuối cùng, đội ngũ Bảo Châu Electric và chủ đầu tư đã thống nhất phương án lắp đặt 11 phòng hát karaoke với các sản phẩm đến từ các thương hiệu nổi tiếng như LDH, JBL, BCE cho chất âm sống động, lôi cuốn, chơi được nhiều thể loại nhạc khác nhau từ rock, dance cho đến pop, bolero. Còn bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm qua từng thiết bị trong bộ dàn karaoke kinh doanh này nhé. Đầu tiên là loa LDH Audio Discovery 25 mã. Đây là dòng loa được sản xuất với công nghệ đến từ tập đoàn LDH Audio. Với thiết kế sang trọng, hoạt động mạnh mẽ và ổn định, công suất trung bình 750W, đạt cực đại 3000W, loa sử dụng một loa bass 30cm và một loa chép 2,5cm cho âm thanh các giải trung, cao rõ hơn, giải âm tần số rộng từ 50Hz cho đến 20kHz, cảm nhận thú vị về các sắc thái âm thanh khác nhau. Sản phẩm không thể thiếu trong bộ dàn để hỗ trợ âm trầm đó là loa súp LDH Audio TB18. Đây là dòng súp hơi 5 tấc cho âm thanh ấm hơn, tiếng bass sâu hơn và dày hơn, với công suất ở mức trung bình 1500W và công suất cực đại lên đến 6000W, hứa hẹn cho một nền tảng âm thanh vượt trội cho hệ thống âm thanh của bạn. Trong bộ dàn này, chúng tôi sử dụng cục đẩy công suất BCE 9200, hiện đại với hai kênh độc lập đến từ thương hiệu BCE, sản phẩm cho tín hiệu âm thanh cực tốt, không bị biến dạng trong mọi điều kiện, cùng với khả năng phối ghép âm thanh tuyệt vời. Cục đẩy công suất BCE 9200 cho âm thanh cực kỳ mạnh mẽ khi kết hợp chuyên dụng với dòng vang số JBL KX180. Có thêm chiếc vang mixer này, chất lượng âm thanh hay và sống động hơn bao giờ hết. KX180 có khả năng xử lý và tái tạo âm thanh chi tiết nhất, giúp cho bạn thể hiện giọng hát của mình một cách chân thật và tinh tế. Micro BCE UX12 Plus với kiểu dáng gọn gàng, tinh tế, cùng công nghệ hiện đại. Micro BCE UX12 Plus sẽ giúp triệt tiêu mọi vấn đề về âm thanh, mang đến cho bạn một giọng hát nhẹ nhàng và trong trẻo. Đầu karaoke Okara M10i 4TB là một trong những đầu karaoke HD có chất lượng hình ảnh cũng như âm thanh tốt nhất hiện nay, được trang bị những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực đầu máy karaoke. Kara M10i chạy trên hệ điều hành Linux lên độ ổn định, hoạt động cao trong thời gian dài. Màn hình cảm ứng Okara TC20 là bộ màn cảm ứng chọn bài mới nhất của Kara cho ra mắt năm 2018. Với sự kết hợp mọi những ưu điểm, kiểu dáng, công nghệ cảm ứng tiên tiến, chọn bài dễ dàng, nhanh chóng, chất lượng cao, hứa hẹn mang lại những trải nghiệm cho người dùng. Bộ ổn định nguồn điện PSD888 là thiết bị quản lý nguồn điện cho toàn bộ hệ thống âm thanh của phòng karaoke. Tác dụng của nó là ngắt điện, bật điện lần lượt từng thiết bị trong hệ thống để tránh sốc điện. We'll be right back.
ưu điểm tuyệt vời cùng độ hòa hợp các thiết bị âm thanh trên, Bảo Châu Elect đã hoàn thành nhiệm vụ cung cấp dàn âm thanh khủng vượt trội cho dự án âm thanh karaoke Lưu Lock. Để được tư vấn chi tiết hơn về dàn karaoke kinh doanh chuyên nghiệp như thế, bạn có thể liên hệ cho Bảo Châu Elect theo hotline 1900 0255 hoặc truy cập website baochouelect.com để được biết thêm tin chi tiết về các sản phẩm. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elect sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!